Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Đánh giá xe Honda Civic RS 2019, hình mẫu của một chiếc sedan hạng C trẻ trung và thể thao. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thị trường ô tô xe máy. Những đánh giá Honda Civic RS mang đến một luồng gió mới cho phân khúc này, vốn xưa nay đề cao tính thực dụng. Trước hết, nói về động cơ, đó là động cơ turbo của Civic RS mạnh mẽ ngang ngửa với sedan hạng D. So với các phiên bản EG dùng động cơ 1.8 hút khí tự nhiên truyền thống, bản RS được Honda trang bị động cơ tăng áp VTEC cam kết DOHC, công nghệ Earth Dream mới nhất của hãng. Động cơ tăng áp mới này cho công suất lên tới 171 mã lực, mô men xoắn 220 Nm, cao hơn hẳn bản 1.8 23%. Mức công suất này thậm chí còn cao hơn cả Kia Cerato 2.0 152 mã lực và Mazda 6 2.0 155 mã lực, kể cả Toyota Camry 2.0 165 mã lực. Đây cũng là động cơ mới nhất hiện đang được Honda phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đường nội đô rơi vào khoảng 8 lít trong 100 km và mức tiêu thụ nhiên liệu ở trên đường trường có thể đạt 6 lít trong 100 km, thậm chí đó là một con số rất ấn tượng. Về ngoại thất, Honda Civic RS là một chiếc xe thu hút mọi ánh nhìn. Honda Civic rất đẹp, đây là một điều chắc chắn không ai có thể phủ nhận. Chiếc xe hạng C của Honda thể thao, trẻ trung, điểm xuyến các chi tiết ấn tượng mà nhiều sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường phải mong đợi. Civic RS còn đặc biệt ở chỗ Honda đủ kinh nghiệm để biết cách phối màu sao cho hợp lý. Ở mặt ca lăng trước, thay vì dùng mạ bóng chrome để tạo nên hiệu ứng cao cấp sang trọng như đại đa số các xe phân khúc này thường áp dụng, Honda đã chuyển sang màu đen bóng. Đi cùng với cụm đèn pha full LED, cách phối màu làm cho nổi được chất thể thao nhưng vẫn cao cấp, đồng thời tạo nên một nét riêng biệt cho Civic RS. Một chi tiết không thể nhắc đến trên một chiếc xe có chất thể thao đó là bộ vành lốp. Khác với bản thường, Civic RS sở hữu lốp Michelin Pilot Sport, hàng hiệu kèm bộ vành 18 inch. Nhờ dàn chân chất lượng mà Civic RS tạo được một sự khỏe khoắn rõ rệt khi đặt cạnh hai bản G và E. Tuy là lốp thể thao, kết hợp vành kích thước lớn nhưng nhờ khung gầm chắc chắn chiếc xe vẫn giữ được khả năng vận hành rất êm ái. Nội thất của xe rất trẻ trung, đi cùng những trang bị cần là có. Về khoang nội thất của Civic RS, được Honda trau chuốt không thua kém gì bề ngoài bóng bẩy. Màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, cung cấp đầy đủ các tính năng giải trí, các nút bấm bố trí hợp lý, không có mất nhiều thời gian để làm quen. Vô lăng bọc da thêu chỉ đỏ nổi bật, điều chỉnh 4 hướng, tích hợp đầy đủ các phím tiện ích, điều chỉnh cruise control và âm thanh. Cũng giống với các phiên bản khác sử dụng hộp số CVT, Honda Civic RS được trang bị cả lẫy gầy chuyển số tích hợp ở đằng sau vô lăng. Khác với hai phiên bản cấp thấp hơn là E và G, Civic RS có điều hòa tự động hai vùng độc lập, gạt mưa tự động. Đây cũng chính là ưu điểm nổi bật nhất, đó là khoang nội thất vô cùng thoải mái và rộng rãi. Nó giúp cho khách hàng đánh giá Civic cao hơn những đối thủ khác. Civic RS có ghế lái điều chỉnh điện tam hướng, ghế hành khách phía trước điều chỉnh 4 hướng. Không dừng lại ở đó, hàng ghế phía sau còn có thể gập 60-40, tích hợp cả chức năng sưởi ấm, trang bị mà không mẫu xe nào trong phân khúc có được, đem lại sự tiện nghi tối đa cho hành khách. Là một chiếc xe thể thao với khả năng vận hành mạnh mẽ, các tính năng an toàn cũng được Honda mạnh tay trang bị đến tận răng. Trong khi đó, phải kể đến là 6 túi khí, hệ thống đánh lái chủ động AHA, hệ thống cân bằng điện tử VSA, hệ thống khởi hành ngang dốc HSA, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, đi cùng với đó là hệ thống phanh tiên tiến ABS, BA và EBD. Honda Civic RS là một chiếc xe đắt sắt ra miếng, mang mác sedan hạng C nhưng lại có khoang nội thất rất tốt, sức mạnh động cơ không thua kém, thậm chí còn hơn cả nhiều xe hạng D. Với mức giá 929 triệu đồng, Honda Civic RS có thể làm thay đổi nhiệm vụ của Accord, cạnh tranh ngang ngửa với Kia Optima hay là Mazda 6. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.